Tối hôm nay ca sĩ Thanh Điệp sẽ dâng lên ca sĩ Thanh Điệp lên Chúa. Xin mời cô ca sĩ Thanh Điệp. Ca sĩ Thanh Điệp. Mẹ biết, mẹ biết. Thờ Chúa ở Hội Thánh cũng vậy, thì nhớ cái lúc đó là Hiệp
với lại mấy đứa nhỏ về đây. Hội Thánh đã gom ra 500 đô để giúp Hiệp mua cái chiếc xe. Và cảm ơn ông mục sư Cát Phước là cái người đã đứng ra mà mua xe về lại, cũng như là giúp đỡ cho gia đình Hiệp rất là nhiều. Và cả ngay cái chiếc xe hiện tại bây giờ Hiệp chạy cũng vậy, thì cũng không có muốn bỏ, là tại vì cái tình cảm mà tất cả mọi người dành. Và Hiệp cũng mong rằng khi mà mình đứng ở đây, mình sẽ cảm nhận được cái sự mà rất là đặc biệt, là mình how lucky, nghĩa là mình sao mình may mắn hơn những người bên ngoài, là mình được về thiên đàng. Và mình nên biết trân trọng và mình nghiêm túc bước theo Chúa, thì đó là cái sự rất là cao trọng của Chúa dành cho mình. Và rất mong rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ không một ai bị bỏ lại. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.